cách tính thời gian đổi căn cước công dân gắn chip tiếp theo nếu công dân vừa đổi căn cước công dân vào năm 2021 cho tất cả các độ tuổi. Căn cước công dân gắn chip sẽ được cấp khi công dân đủ 14 tuổi. Ngoài ra, công dân thực hiện đổi thẻ căn cước công dân vào năm đủ 12 năm tuổi, đủ 40 tuổi và 60 tuổi. Chi tiết thời gian đổi căn cước công dân gắn chip ứng với các độ tuổi như sau. 1. Đủ 14 tuổi. Từ năm 2021 đủ 14 tuổi thì đến năm 2032 bạn sẽ đủ 25 tuổi và sẽ phải đổi căn cước công dân tiếp theo. 15 tuổi đến năm 2031 bạn sẽ đủ 25 tuổi thì sẽ phải đổi căn cước công dân tiếp theo. Số 3, 16 tuổi đủ 25 tuổi là 2030. 17 tuổi đủ 25 tuổi là 2029. 18 tuổi đủ 25 tuổi là 2028. 19 tuổi đủ 25 tuổi là 2027. 20 tuổi đủ 25 tuổi là đến năm 2026. 21 tuổi đủ 25 tuổi là đến 2025 thì bạn phải đổi căn cước công dân. Từ 22 tuổi đến đủ 25 tuổi thì năm tương ứng là 2024. Nếu chưa đủ 23 tuổi ở năm 2021 đến năm 2023 đủ 25 tuổi. Đủ 23 tuổi thì đến 2038 bạn sẽ đủ 40 tuổi. 24 tuổi đủ 40 tuổi là 2037, lúc ấy phải đổi căn cước công dân. 25 tuổi đủ 40 tuổi 2036. 26 tuổi đủ 40 tuổi 2035. 27 tuổi đủ 40 tuổi là 2034. 28 tuổi đủ 40 tuổi 2033. 29 tuổi đủ 40 tuổi 2032. 30 tuổi đủ 40 tuổi 2031. 31 tuổi đủ 40 tuổi 2030. 32 tuổi đủ 40 tuổi 2029. 33 tuổi đủ 40 tuổi 2028. 34 tuổi đủ 40 tuổi 2027. 36 tuổi đủ 40 tuổi 2026. 37 tuổi đủ 40 tuổi 2025. Chưa đủ 38 tuổi, thời hạn để đổi căn cước công dân là 40 tuổi năm 2024. Đủ 38 tuổi thì sẽ đủ 16. Đủ 60 tuổi thì sẽ đổi là 2043. 39 tuổi đủ 60 tuổi là 2042. 40 tuổi đủ 60 tuổi 2041. 41 tuổi đủ 60 tuổi 2040. 42 tuổi đủ 60 tuổi 2039. 43 tuổi đủ 60 tuổi 2038. 44 tuổi đủ 60 tuổi 2037. 45 tuổi đủ 60 tuổi 2036. 46 tuổi đủ 60 tuổi 2035. 47 tuổi đủ 60 tuổi 2034. 48 tuổi đủ 60 tuổi 2033. 49 tuổi đủ 60 tuổi 2032. 50 tuổi đủ 60 tuổi 2031. 51 tuổi đủ 60 tuổi 2030. 52 tuổi đủ 60 tuổi 2029. 53 tuổi đủ 60 tuổi 2028. 54 tuổi đủ 60 tuổi 2027. 55 tuổi đủ 60 tuổi 2026. Gian trôi nhanh thật, con người già đi nhanh thật. 56 tuổi đủ 60 tuổi 2025. 57 tuổi đủ 60 tuổi 2024. Chưa đủ 58 tuổi đủ 60 tuổi 2023. Đủ 58 tuổi thì sẽ dùng vĩnh viễn không phải đổi. 59 tuổi sẽ dùng vĩnh viễn không phải đổi. 60 tuổi dùng vĩnh viễn không phải đổi. Từ 60 tuổi trở lên dùng vĩnh viễn không phải đổi. Trên đây là chi tiết thời gian đổi căn cước công dân gắn chip ứng với các độ tuổi.